tuyệt vời ở cái nắng, không phải là nắng nóng quá, tuy nhiên nó cảm giác như là mình đang đi ở Măng Đen hay là Đà Lạt đó mọi người. Thì cộng với cái lịch sử Việt Nam, nó cảm thấy cho mình, trong người nó cảm thấy có một dòng máu trong người nó rất là hào hùng. Thì cộng thêm thời tiết tuyệt vời và có những người hướng dẫn viên rất là tận tình, đúng không? Mình thấy đây là một chuyến trip rất là thú vị. Sau khi tham quan xong thì mình chỉ muốn nói là mọi người hãy đến Huế ngay và book vé vào tham quan Đại Nội đi nào. Cho mình hỏi là hiện giờ bạn đang vẽ bức tranh có ý nghĩa như thế nào và nội dung của bức tranh mình là như thế nào? Đây là bức tranh tự do thôi, nghĩ gì vẽ nấy, không có gì nhiều. Mình định là hoàn thành bức tranh này trong bao nhiêu lâu? Từ cái lúc vẽ đến giờ? Từ lúc vẽ đến giờ là khoảng 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ? Tham gia trò này chưa ạ? Mới xong mà. Mới xong mà mình có trải nghiệm như thế nào ạ? Đây là lần đầu của mình hay là đã tham gia một cái bộ môn bắn cung hay là bắn cung ở bất cứ đâu vậy? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Hồi nãy giờ mình bắn trúng được bao nhiêu lần? Trên những lần bắn? Bắn cả 3, trúng cả 3. Wow, hay quá, hay luôn. Thì không biết là ngày hôm nay tham gia chương trình ngày hôm nay thì mình có cái cảm nghĩ như thế nào ạ? Lâu lâu công ty mới đông người như riêng, xong rồi mình gặp được nhiều người mà ít khi lên office á. Xong rồi kiểu cũng có rất nhiều trò để cho mình chơi với gia đình, chơi với bạn, với lại con mình chơi được. Một cái câu mà cảm nhận chính xác nhất cái tâm trạng của mình ở chương trình ngày hôm nay. Một câu thôi, một câu thôi. Vui à. Rất là vui vì mình được tự sáng tạo trên chiếc nón này. Hình hai nhân vật mình yêu thích là Deadpool và Wolverine, một bộ phim nổi tiếng này. Cờ này thì nó đúng là lật cái con kia nó lật xuống, bởi thấy nó rất là khá là thú vị. Cờ bên kia thì lật lên, thì có chơi hồi nhỏ rồi nó biết, còn cái này chưa biết nên bởi vậy đứng coi. Nó đúng là cái khu vẽ nón rất là hay, rất là nhiều con nít với lại mấy phụ nữ qua đó thì tổ chức khá rất là tốt. Những người đây rất là nhiệt tình, với lại mọi người chơi vui vẻ thì không khí mà ngày đầu tiên như vậy là quá tốt rồi phải không? Để tối nay ngày mai sẽ biết nữa. Yes, super fun. Super fun. What are you drawing? It's actually like the underwater world. Mm. Yeah, like this is the ocean. You see, it's crabs over there. Yeah. Do you like it? Do you like this program? Yeah. Okay. It's quite fun. Can you share me a little bit about your emotion when you trying it? Yeah, I just feel like meditation. You know, I can relax my mind and just keep drawing, and no matter what.